Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày an lành. Thưa quý vị, xuân đến và Tết về, vậy thì mỗi người đặc biệt là trong giới công nhân sẽ mong chờ điều gì nhất thưa quý vị? Đó là mong chờ những cái tiền thưởng Tết để mà những cái món quà xuân dù chỉ nho nhỏ thôi nhưng mà cũng đủ làm cho ấm lòng nhất là những công nhân nghèo lương ba cọc ba đồng. Nhắc đến đời sống công nhân ở Việt Nam thì chắc quý vị hiểu rõ rằng là họ cái cái đời sống của họ rất là khó khăn thậm chí là phải bỏ quê nhà xong rồi đi lên những cái khu công nghiệp của những cái thành phố lớn ví dụ như sài gòn là tập trung ở những cái khu công nghiệp bình dương đó để rồi vào những cái buổi chợ chiều đi ra và mua những cái đồng những cái miếng thịt và gọi là chợ chiều mà nó không có còn tươi không có còn mới và mong là đến tết đến thì có thể có được vài cái món quà tết và cầm về và sum họp với gia đình vậy mà có một cái điều rất là lạ lùng thưa quý vị mà truyền thông ở trong nước đồng loạt đăng tin về cái câu chuyện này từ thanh niên nè, lứa tuổi trẻ nè, người lao động nè, đó là khi mà hay tin là liên đoàn lao động của Việt Nam á, có cái phần tiền hỗ trợ Tết cho công nhân, lẽ ra thì những người công nhân phải mừng lắm chứ và lẽ ra là những người gọi là chủ tịch công đoàn đó những người đứng đầu á, sẽ phải vui lắm chứ, bởi vì được đồng nào hay đồng đó và nhất là trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn như thế này, vậy mà thưa quý vị có rất là nhiều những người công nhân không có dám nhận. Và những cái người đứng đầu những cái liên đoàn lao động hoặc là những cái chủ tịch công đoàn của các cái công ty đó, họ không có dám nhận về bởi vì lý do vì sao quý vị nghe quý vị sẽ thấy nó rất là nực cười nha. Ông ví dụ như là tờ tuổi trẻ họ dẫn lại lời phát biểu của một chủ tịch công đoàn lao động ở Đồng Nai. Ông này có tên là Tuấn. Ông nói là ông nhận được 150 suất quà hỗ trợ cho công nhân nghèo sắm Tết mà phải là công nhân được xét cái hồ sơ là rơi vô diện nghèo đó. Số tiền hỗ trợ là 300.000 đồng mỗi phần của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Và mọi năm, ông nói là tiền hỗ trợ thì chuyển thẳng vô tài khoản của công nhân đã có sẵn rồi nay bây giờ liên đoàn lao động đặt ra cái điều kiện rất là ngặt nghèo muốn nhận 300 trăm ngàn đó, đó, thì phải mở một cái tài khoản mới do công ty tài chính SD Sài Gòn mà tổng liên đoàn lao động Việt Nam giới thiệu hợp tác có nghĩa là phải mở thẻ mới mở tài khoản mới thì mới nhận được 300 trăm ngàn mới nghe qua thì quý vị đủ hình dung rằng vậy thì điều gì mà để liên đoàn lao động Việt Nam phải bắt buộc đưa ra cái điều kiện và bắt buộc công nhân phải mở tài khoản và tại sao phải là tài khoản của công ty tài chính SD Sài Gòn? Có cái chuyện là chung chia phần trăm hoa hồng gì ở đây hay không? Và công nhân phải dùng 300.000 đồng đó, đó để mua những cái hàng hóa trên những cái sàn thương mại giao dịch điện tử ví dụ như là Shopee nè, ví dụ như là Tiki nè. Mà những cái sàn thương mại như vậy đó thì làm gì có bán thịt, có bán trứng để mà người dân để mà công nhân nghèo có thể mua và đem về nhà ăn Tết tết thì cần gì thưa quý vị trong cái trái bếp đó là có bánh trưng có thịt có trứng để cảm thấy là một năm sau khi lao động vất vả thì được cái cảm giác là đồ ăn nó đủ đầy cái truyền thống đó cái thói quen cái phong tục đó của người việt nam cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Ngay cả chúng tôi là những người Việt mà xa quê, đến bây giờ cứ mỗi Tết đến là vẫn phải có cái nồi thịt kho trứng, vẫn phải có bánh chưng ở đằng trong cái góc bếp để cảm thấy là nhà của mình ấm áp và vẫn còn những cái phong tục của quê hương. Vậy mà những người công nhân này được cho 300 ngàn nghe thì thấy mừng lắm. Nhưng mà cuối cùng bắt lên những cái sàn thương mại của Shopee và của Tiki mà mua sắm thì làm gì ở trên đó có thịt trứng sữa cho người công nhân mà mong muốn. Rồi nữa, 300 000 này là nằm trong cái hạn mức được sử dụng là 5 triệu đồng. Và nếu mà quá 300 ngàn gọi là cái tài khoản bị âm thì là gì? Thì là cái phần phát sinh sẽ được tính vào nợ rồi phải trả nợ đúng hạn. Và nếu mà chậm trễ là sẽ phải đóng tiền phạt lãi suất. Rồi nữa là ngoài cái chuyện mở thẻ như thế này thì người công nhân phải đóng phí thường niên thưa quý vị. Có nghĩa là gì? Giao ra nhử ra một cái con tem tép để bắt một cái con cá rô. Đó là cái cách mà cái ngân hàng này thông qua không biết là đi cửa trước hay cửa sau với liên đoàn lao động mà cuối cùng là đã kèm theo cái cái chương trình một cái điều kiện rất là ngặt nghèo đối với những người công nhân như thế này. Thế thì những người gọi là chủ tịch công đoàn, họ nói là họ 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 sợ lắm. Họ sợ là công nhân thứ nhất là họ không có quen dùng thẻ và cái thứ hai á, mà lỡ mà tiêu lố số tiền được tặng rồi tự nhiên công nhân đâm đi ra mắc nợ rồi lãi mẹ nó sẽ đẻ lãi con rồi cuối cùng từ 300 ngàn tiền Tết không có bao nhiêu mà làm cho người công nhân vướng vô nợ xấu. Và ngay cả những cái trên mạng xã hội chúng tôi đi những cái diễn đàn đó, người ta chỉ trích cái quyết định này rất là nhiều. Người ta nói là thậm chí những người công nhân làm gì có cái smartphone, cái smartphone cái là cái điện thoại thông minh để mà có thể check cái tài khoản biết là cái chiếc điện thoại bây giờ thì nó rất là phổ biến nhưng mà đâu phải là ai cũng có điện thoại smartphone để mà có internet rồi check được là tài khoản là mình đã mua bao nhiêu mình xài bao nhiêu và bây giờ còn và xài trong cái số tiền đó để mà không có bị quá lố đó là một số những cái chi tiết mà phải nói nó làm phiền lòng những người công nhân vô cùng và nó dẫn đến là gì một số những cái tỉnh người ta không dám nhận quà và người ta từ chối thẳng thì liên đoàn lao động mới nói là ok giờ chúng tôi giao cho phân bổ đó mỗi địa phương là có bao nhiêu suất ví dụ như đồng nai là 150 trăm suất như chúng tôi vừa thưa quý vị tỉnh nào mà không dùng hết thì quà tặng sẽ chuyển cho tỉnh khác đó là cái ý kiến của bên phía uh, liên đoàn lao động thì uh, nhiều người uh, bất bình và nói là tặng quà Tết cho công nhân á, đâu cần phải làm cho nó nhiều khê như vậy. Nếu mà cho mà một cách vô tư á, chỉ muốn làm cho người công nhân vui lòng sau một năm lao động thì chỉ cần Tết phát cho họ một con gà, một chai dầu ăn, một thùng mì tôm như một số cái công ty doanh nghiệp họ vẫn làm trong cái thời gian vừa rồi nè thì công nhân sẽ cười phe phé, cười như pháo rang mà hưởng một cái Tết rất là an lành. Vậy mà liên đoàn lao động nói như một số độc giả đã bình luận là lờ đà lờ đờ lờ đà lờ đờ, 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 đờ cha ông ta nói đó của cho không bằng cách cho mà cho rồi còn triệt buộc người công nhân vào một số cái điều kiện suy cho cùng cái điều này không phải là giúp cho công nhân mà làm đẹp lòng cho cái cơ sở thương mại là cái ngân hàng SD đó cũng như là lờ đà lờ đờ và nhiều người còn hoài nghi là không biết có cái gì chấm mút ở bên trong cái điều này hay không đó là câu chuyện đầu tiên thưa quý vị và đây không phải là câu chuyện duy nhất gần đây á, nó nổi lên những cái chuyện mà của cho không bằng cách cho và cả cái vấn đề là cái của cho là thưa quý vị đôi khi là của ôi của thiêu thời gian cách đây khoảng 2 tuần cũng ở Việt Nam rầm rộ nổi lên câu chuyện là quý vị hội nông dân thành phố đó đi trao tặng cho những cái người nông dân bà con nghèo ở những vùng sâu vùng xa mà thuộc diện khó khăn đó những cái con trâu con bò để mà làm giống người nông dân một nắng hai sương được nhận những cái đó thì mừng hết lớn thưa quý vị vấn đề là họ trao những con trâu con bò bị bệnh và cục thú y thuộc bộ nông nghiệp phát triển nông thôn họ đưa ra cái lời cảnh báo họ nói là đừng có đem những cái giống trâu bò bệnh mà tặng cho bà con nó chỉ làm cho người ta càng khó khăn hơn thôi và cục thú y mới viện dẫn cái trường hợp ở yên bái đó tặng làm sao mà cuối cùng làm cho 191 gia súc của trong cái địa bàn đó là lăn ra và bị bệnh. Và người ta nói là thôi chẳng thà đừng cho, chứ cho mà lấy những cái của ôi, những cái đồ mà không dùng được hay là những cái con gia súc mà bị bệnh như thế này mà đem tới nông dân chỉ làm gây ra mầm bệnh mà thôi. Đó là câu chuyện ở Việt Nam. Một câu chuyện nữa cũng về cái mức độ vĩ mô hơn thưa quý vị, đó là Việt Nam trong hai ngày 23 và 24 tháng Giêng đón Tổng thống Đức là ông frank Wilder samir đã đến với việt nam thì truyền thông đồng loạt là đưa tin cũng khá là dày đặc về cái chuyến thăm này và ông tổng thống đức cũng có gặp ba lãnh đạo trong số tứ trụ và bàn rất là nhiều những vấn đề về uh, hợp tác về ngoại giao về kinh tế nhưng mà truyền thông trong nước thưa quý vị đã không có đề cập đến một chi tiết mà ông Tổng thống Đức đã nêu trong một cái cuộc gặp với lại giới sinh viên đại học ở Việt Nam đó, đó là vấn đề về nhân quyền vấn đề về nhân quyền và ông ông tổng thống Frank Steinmeier, ông cũng nói là ông đã nêu cái câu chuyện về nhân quyền với lãnh đạo Việt Nam rồi và nói là trong đó có những cái vấn đề mà chính phủ Đức cảm thấy rất là quan tâm mà bên truyền thông Việt Nam hay dùng từ quan ngại á thưa quý vị là quan tâm và lo ngại đó những vấn đề như là tự do báo chí nè rồi tự do ngôn luận nè và ông cho rằng những vấn đề nhân quyền này cần phải được giải quyết và ông nói ông tổng thống Đức nói đó Việt Nam trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc từ năm 2023 đến năm 2025 là thể hiện là Việt Nam cũng có quan tâm đến phát triển xã hội dân sự và tôn trọng nhân quyền. Đây là uh, lời phát biểu do cổng thông tin của phủ tổng thống Đức đã đăng thì ông nói là cái chuyện đó là Đức cũng có ghi nhận nhưng mà chưa đủ bởi vì một số vấn đề về nhân quyền về tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề lắm và cái hệ thống chính trị của Đức và Việt Nam thì không có giống nhau và bên cạnh những cái điều gắn kết Việt Nam với Đức á, cũng có một cái số điều khác biệt cản trở cái sự hợp tác giữa hai nước mà chúng tôi khá là lo ngại như như chúng tôi vừa thưa khi nãy là vấn đề về tự do báo chí và tự do ngôn luận nói về vấn đề về nhân quyền cũng ngày hôm nay thưa quý vị tại bộ phát ngôn viên của bộ Ngoại giao đó họ vừa phản đối rất là gọi là gây gắt về cái bài báo cáo mới công bố mới của tổ chức quan sát về nhân quyền thế giới viết tắt là HRW đó thưa quý vị họ vừa công bố một cái bản báo cáo và theo đó đó thì họ nói là Việt Nam á, là có cái vấn đề về nhân quyền và chính quyền Hà Nội thực hiện nhân quyền với cái thành tích rất là tồi tệ cái bản báo cáo này đưa ra và ngay lập tức á, là bên phía Việt Nam họ chỉ trích, họ phản bác rất là nhiều. Thì uh truyền thông của Việt Nam đã dẫn lời của bà Phạm Thu Hằng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao tại cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay khi mà báo giới đặt ra câu hỏi đó là về tổ chức giám sát về nhân quyền nói là Việt Nam trong 100 nước mà thực hiện nhân quyền và vẫn cứ tiếp tục tồi tệ như thế này. Thì bà Thu Hằng bà nói là Việt Nam bác bỏ và lên án cái gọi là tổ chức theo dõi nhân quyền vì những nội dung sai sự thật bị đặt trong báo cáo. Và đây không phải là lần đầu tiên mà tổ chức này đưa ra những cái luận điệu mà vua khống rồi với cái định kiến với ý đồ xấu nhắm vào Việt Nam, với âm mưu phá hoại sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Thì uh, cũng trong cái cuộc họp báo của ngày hôm nay đây thưa quý vị, thì bà Phạm Thu Hằng khi được hỏi thông tin là vậy thì có không? Có không? Trong cái việc Việt Nam á, xử cái vụ mà tấn công ở Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 năm ngoái có không cái vấn đề về kỳ thị về sắc tộc thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói là chúng tôi bác bỏ cái thông tin là Việt Nam có kỳ thị mọi cái sắc tộc ở Việt Nam đều được đối xử với nhau không có cái chuyện là đồng bào dân tộc đặc biệt là ở Tây Nguyên đó là bị kỳ thị bị áp bức xong rồi là vùng dậy tấn công như là một số những cái thuyết mà những người gọi là ở bên ngoài Việt Nam đã đăng tin như vậy đó là cái ý Ý của bà Phạm Thu Hằng và bà nói thêm một cái chi tiết nữa là Mỹ và Việt Nam vẫn thường xuyên là trao đổi thông tin với nhau rất là chặt chẽ trong cái vụ là điều tra và đưa ra xét xử cái vụ tấn công ở Đắk Lắk thì đó là những gì mà Bộ Ngoại Giao nói nhưng ngày hôm nay nổi lên một câu chuyện thưa quý vị liên quan đến một trong những nhà hoạt động nhân quyền đó là bà Nguyễn Thúy Hạnh cũng một cái gương mặt rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này bà Hạnh là người đã từng ra ứng cử cho chức đại biểu quốc hội năm 2016 và vì những cái phong trào đấu tranh về nhân quyền như vậy và bây giờ bà đang bị uh, giam giữ ở Việt Nam. Cái vấn đề nữa là bà bị giữ ở một cái nơi phải nói là rất đặc biệt thưa quý vị, đó là trại tâm thần đó là trại tâm thần thì cơ quan an ninh Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh á, là vào tháng 4 năm 2021 với cáo buộc là tuyên truyền chống phá nhà nước và một năm sau thì bà bị buộc phải đưa đi điều trị trầm cảm tại viện pháp y tâm thần trung ương bây giờ chồng của bà Hạnh á, là nhà báo cũng phải nói là khá là kỳ cựu là ông Huỳnh Ngọc Trên ông thông báo trên trang facebook của ông á, vào ngày hôm nay ông nói là trong cái thời gian mà bà bị giam tại bệnh viện tâm thần. Thì bây giờ bản thân của bà cũng đã phát cái căn bệnh gọi là ung thư giai đoạn 2 rồi. Và cái chuyện này á, sức khỏe của bà ngày càng trầm trọng ung thư cổ tử cung giai đoạn 2 nó nảy sinh nó phát sinh trong cái quá trình điều trị tại bệnh viện tam thần với cái điều kiện sinh hoạt phải nói nó rất là ngặt nghèo dinh dưỡng nó không có rồi nước uống cũng không có sạch sẽ thậm chí là bà phải uống những cái nước lạnh ở trong bồn chứa nước dùng để là tắm rửa vệ sinh đó. bởi vì chỉ cho là người nhà chuyển vào chỉ khoảng 5 chai nước thôi và đó là một trong những lý do mà ông nhà báo huỳnh ngọc trên ông cho là vợ mình phát bệnh là như vậy bà không có cho chồng mình nói về cái tình trạng bệnh tình bệnh ung thư của của mình là bởi vì theo ông chồng ông huỳnh ngọc trên nói là bà hạnh muốn cộng đồng thế giới đó hãy chú ý thêm những cái trường hợp nhân quyền khác nữa chứ đừng có focus vào bà nhưng đây là cái thông tin từ phía ông huỳnh ngọc trên là đang ở bên ngoài và có cập nhật cho những ai mà quan tâm đến những nhà đấu tranh về nhân quyền ở trong nước hiện nay đang bị giam giữ đó là bà nguyễn thị thúy hạnh thưa quý vị và cũng trở lại với cái chuyến thăm của ông Tổng thống Đức khi đến Việt Nam á, cũng có một cái số tình tiết mà những nhà quan sát Việt Nam người ta đã không khó để người ta nhận ra. Đó là như chúng tôi có thưa ghi nãy là dàn lãnh đạo, coi như là ba lãnh đạo trong số tứ trụ đều có đón tiếp ông Tổng thống Đức. Và thực sự là bên phía Việt Nam đón tiếp rất là long trọng, bắn 21 phát đại bác. Và theo lẽ thường tình, cứ bất kỳ một cái nguyên thủ quốc gia nào mà đến Việt Nam mà được đón bằng 21 phát đại bác thì thường là sẽ có dàn tứ trụ đủ cả bốn vị ra đón tiếp nhưng mà kỳ này đó là có ngay cả ông phạm minh chính vừa mới công du âu châu về hà nội là ngay lập tức cũng ra đón tiếp ông tổng thống đức nhưng thiếu vắng một người rất là quan trọng thưa quý vị đó là ông nguyễn phú trọng thì cái việc thiếu vắng ông kỳ này á, làm cho mọi người nảy sinh cái kể cả một lần nữa cái dấu hỏi rất là lớn và cả cái nghi ngờ và cả cái sự quan tâm về cái tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay thì uh, quý vị nhớ là vào tuần trước đó đã rầm ra những cái câu chuyện là về sức khỏe của ông Trọng thậm chí là còn có tin là có thể là ông đã qua đời nhưng cuối cùng thì ông đã xuất hiện trong cái kỳ họp quốc uh, bất thường của quốc hội và đã dập tắt tất cả mọi tin đồn nhưng nay với chuyện là nguyên thủ quốc gia là ông tổng thống đức đến và một lần nữa ông trọng lại vắng mặt càng làm cho giới quan sát kể cả những người bất đồng chính kiến với lại ông trọng hay là cả những người rất là ủng hộ cho cái công cuộc đốt lò chống tham nhũng của ông trọng dù cả hai phía người ta rất là quan tâm đến tình hình sức khỏe hiện nay của ông và đó là những thông tin liên quan đến việt nam hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại